Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Excel Việt Nam. Ngày hôm nay Hà Nội bỗng dưng có một cơn mưa rào rất là to và thời tiết thật là mát mẻ. Mình sẽ mang đến cho các bạn một món ăn mới mà nó sẽ áp dụng trong trường hợp mà cái nhu cầu bảo mật thông tin của các bạn rất là cần thiết. Cái bài tập tình huống của ngày hôm nay đó là với vai trò là cái người quản lý này, là cái người sếp của công ty, thì bạn sẽ nắm giữ toàn bộ cái cơ sở dữ liệu của khách hàng của mình. Chẳng hạn như trên cái màn hình các bạn đang nhìn thấy ở đây, đó là toàn bộ cái cơ sở dữ liệu của cái cửa hàng Yến Sang Hào Thư. Vậy thì cái câu chuyện đặt ra là bạn nhân viên của bạn, đây là cái tài khoản Giang Đoàn nhé, 886 của mình, đó là tài khoản chính. Và ở đây đó là một cái tài khoản của cái bạn nhân viên, mình tạm lấy ở đây là cái tài khoản của Excel Việt Nam, là tài khoản của bạn nhân viên kinh doanh. Thì cái bạn nhân viên kinh doanh này, bạn ấy nhập thông tin một khách hàng vào. Đầu tiên là có thể bạn nhập một cái số điện thoại. Vậy thì cái câu chuyện đặt ra là mình muốn kiểm tra xem cái số điện thoại này có nằm trong cái cơ sở dữ liệu gốc của mình hay không. Cái số điện thoại ở đây này khi bạn nhập vào này, nó có nằm trong cái cơ sở dữ liệu tổng của mình hay không. Thì không phải lúc nào mình cũng có thể là hỏi nhau, ý ới nhau xem kiểm tra số điện thoại này có hay không. Với những cái công ty lớn mà có cái phần mềm quản trị doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể kiểm tra cái hệ thống là trùng lặp dữ liệu thì nó dễ dàng. Nhưng với một cái cơ sở nhỏ, một quy mô mà nhân sự cũng như là quy mô của doanh nghiệp của mình vẫn đang sử dụng Google Sheet để quản lý, thì làm thế nào mình vẫn có thể đảm bảo được cái tính bảo mật, và chỉ cần trong một nốt nhạc thôi mình có thể trả lời được cho nhân viên biết rằng là cái số điện thoại này đã nằm trong hệ thống hay chưa, hoặc là những thông tin khác về khách hàng này như thế nào. Bởi vì là mình quản lý cùng lúc rất là nhiều các bạn nhân viên kinh doanh, chứ không chỉ là có một vài bạn mà chúng ta có thể quay sang hỏi nhau xem cái dữ liệu đấy có hay chưa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thao tác một cái thủ thuật để giúp cho các bạn coi như là vừa có thể bảo mật được dữ liệu hai lớp mà lại vừa có thể trả lời được câu hỏi là cái số điện thoại đấy đã nằm trong cái database hay chưa. Việc đầu tiên bạn cần có đó là một cái trang nhật ký của bạn sales này. Thì cái việc bạn sale này ấy, bạn ấy sẽ có thể điền một cái số thứ tự, chẳng hạn như là mình sẽ điền là cái số điện thoại của một cái bạn, mình điền một số điện thoại của khách hàng nhé, 0983 này, 999 này, 886 này. Mình kiểm tra xem số điện thoại này đã có hay chưa. Vậy thì trước hết muốn kiểm tra số điện thoại này có hay chưa thì mình sẽ làm thêm một cái thao tác nữa. Trước hết là mình sẽ đưa toàn bộ cái dữ liệu của cột C này trở về cái trang bán hàng Yến Sào gốc này. Mình sẽ nhập dữ liệu vào cột gốc này. Thì mình có một cái check chung ở đây, mình sẽ nhập dữ liệu ở đây. Mình sẽ bằng một cái hàm gọi là import range. Cái hàm import range này mình cũng có một cái video để giới thiệu về cái hàm import range này rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem ở trên YouTube Excel Việt Nam để xem kỹ hơn về cái hàm import range này. Hôm nay thì mình chỉ thực hành thôi. Mình sẽ copy cái link này về đây. Mở ngoặc kép này, copy cái link về này, rồi chấm phẩy này. Sau đó gọi cái tên sheet của nó ra. Tên sheet của nó là NK. Mình copy cũng được hoặc mình gõ cũng được. Mình chấm than ở đây và mình gọi cái cột số điện thoại này ra. Cột này thì mình sẽ gọi là, cột nó là cột C, và nó sẽ là từ C3 cho đến C1000 chẳng hạn. Cho đến C1000. Ok. Vậy là mình đã loading toàn bộ cái dữ liệu. Trong trường hợp này nó sẽ hỏi mình có cho phép truy cập hay không. Bạn không có quyền truy cập trang tính đó. Mình sẽ kiểm tra xem làm thế nào mình có thể cho quyền truy cập cái trang tính này. Mình chia sẻ cho Giang Đoàn xem nào. Bởi vì mình là cái người chủ mà, nên mình có thể hoàn toàn là lấy cái dữ liệu này để mình chia sẻ cho cái người chủ của mình. Được rồi, bây giờ thì mình đã được thêm vào đây rồi. Thì mình có thể lấy dữ liệu một cách tự động. Tìm hiểu. Hôm nay cái hàm import range nó làm sao ấy. Từ sáng đến giờ mình cũng có kiểm tra cái hàm import range này. Và mình thấy rằng là mình cũng không truy cập được, cho phép truy cập. Mình hy vọng là nó suôn sẻ. Ok, mình đã có được cái dữ liệu về rồi các bạn ơi. Vậy thì với cái số điện thoại này ấy, thì mình sẽ check với cả cái phần dữ liệu bên này của mình. Là mình kiểm tra xem là cái số điện thoại này của mình này, nó có nằm ở bên này hay không. Thì mình sẽ kiểm tra nhé. Kiểm tra nếu mà có thì mình sẽ nói rằng là
mình sẽ trả về kết quả là khách hàng cũ. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó không có thì mình sẽ bảo rằng là đây là khách hàng mới. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra là check data, mình sẽ dùng cái hàm count if bằng này if mở ngoặc count if mở ngoặc giải ô là giải ô bên này, cái số điện thoại của mình là cột bên này. Mình kiểm tra xem cái cột D ở bên cái sheet bảo mật hai lớp data khách hàng này với cái số điện thoại này. Nếu mà cái bộ đếm của nó ấy, nó trả về kết quả là lớn hơn 0, tức là ít nhất là có một cái số điện thoại của mình đã được được thể hiện ở đó rồi, thì sẽ trả lời là khách hàng cũ. Còn nếu mà trong trường hợp mà kết quả là bằng 0, tức là chưa hề có số điện thoại này, thì mình sẽ ghi là khách hàng mới tinh. Đó, khách hàng mới. Đấy, mình chỉ cần như vậy thôi. Vậy thì số điện thoại này của mình chưa hề có trong cơ sở dữ liệu kia. Và trong trường hợp mà nếu là khách hàng mới thì mình sẽ không trả về địa chỉ. Còn nếu mà trong trường hợp khách hàng cũ thì mình sẽ lấy về cái địa chỉ. Thì ở đây mình sẽ làm thêm một cái thao tác nữa là mình sẽ kiểm tra cái hàm VLOOKUP bằng VLOOKUP này. Mình kiểm tra là cái khóa tìm kiếm là cái số điện thoại này của mình. Mình kiểm tra trong cái giải ô này. Giải ô của mình là từ D cho đến E. Mình khóa nó lại đi. Mình có thể F4 nó lại. Mình kiểm tra từ D đến E. Và nếu và cái chỉ mục của mình ấy là số 2, bởi vì cái địa chỉ của mình đang ở số 2 và mình muốn tìm chính xác. Đấy. Trong trường hợp này not available không tìm ra, còn nếu trong trường hợp mà nếu mà nó tìm ra thì nó sẽ trả về địa chỉ của mình. Mình sẽ ghi là if error. Nếu mà kết quả này tìm kiếm là không tìm thấy gì thì mình sẽ cho nó trống. Đó, ok. Vậy thì mình để if error nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái thứ hai. Ở đây là hiện tại bây giờ mình đang mới dùng cho cái ô C3 thôi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái hàm gọi là cái hàm array formula để mình có thể làm luôn cho bảng tính cho cả cột C này. Mình sẽ array formula xem. Mình sẽ kiểm tra. Ở đây mình sẽ thay B3 bằng 2.B. Rồi. Trong trường hợp mà nếu mà cái ô B3 của mình mà trống thì mình sẽ để kết quả trống. Thì mình sẽ bổ sung thêm một cái tiêu chí nữa ở đây. Nếu mà if is blank B3 mà trống, ta để trống. Nếu mà B3 mà không trống thì ta sẽ trả về kết quả này. Mình sẽ bổ sung thêm một cái dấu ngoặc nữa. Đấy, dữ liệu của mình như này ha. Bây giờ mình sẽ bổ sung thêm một trong trường hợp nữa là dữ liệu ở đây này. Mình sẽ thêm một cái số điện thoại nữa trong trường hợp này để kiểm tra là mình có một số điện thoại ở đây. Số điện thoại này đi. Rồi, mình lấy số điện thoại này về đây nha. Bạn hãy kiểm tra số điện thoại này. Mình sẽ kiểm tra xem là có số 0 đằng trước các bạn ạ. Mình sẽ kiểm tra dữ liệu về đây nha. Lập tức là cái cột này đã lấy thêm một cái dữ liệu này rồi. 035 234 và trả là khách hàng cũ, bởi vì là đã có được cái dữ liệu số điện thoại này ở bên trên kia. Thì bây giờ mình phải lấy thêm cái địa chỉ về nữa, đúng không? Trong trường hợp này thì mình sẽ thêm một cái hàm array formula của mình để mình sẽ trả kết quả về cả trong tính array formula của mình. Mình sẽ bổ sung thêm 2.b ở đây và mình sẽ đóng ngoặc ở đây. Rồi. Có gì đó sai sai ở đây à? Array formula. À, mình biết sai chính tả các bạn, mình rất dễ sai chính tả với từ array formula này. Các bạn hãy lưu ý nhé. Công thức bảng của mình. Rồi. Vậy thì cái khách hàng cũ đã được lấy cái số điện thoại rồi. Thì trong trường hợp này ấy, mình sẽ dùng một cái hàm import range để lấy dữ liệu về kia. Lấy dữ liệu kia về. Nhưng mà ở đây có một cái đặc điểm ở đây ấy. Nếu mình lấy cái dữ liệu trực tiếp từ cái nhật ký CEO Nguyễn Văn An này này, lấy trực tiếp kiểm tra từ cái dữ liệu gốc này ấy, thì trong trường hợp mà cái bạn CEO đấy ấy, bạn ấy có thể dò ra được cái link cơ sở dữ liệu toàn bộ của mình như thế này thì nó cũng sẽ rủi ro trong cái việc bảo toàn cái dữ liệu của công ty. Trong trường hợp này, để đảm bảo cái sự an toàn, cái thứ mà bạn có thể mò ra được thì nó chỉ là cái danh sách mà bạn có thôi. Thì để đảm bảo an toàn, mình sẽ làm thêm một cái việc nữa, đó là mình tạo ra một cái lớp trung gian. Đó là cái lý do vì sao mình gọi đây gọi là bảo mật hai lớp. Thì mình sẽ tạo một cái trang gọi là check trung gian.
Cái trang check trung gian này thì mình sẽ làm một cái thao tác, đó là mình sẽ import range. Mình sẽ import range cái dữ liệu về cái trang tính này từ cái trang tính bán hàng này. Và mình chỉ lấy dữ liệu của cái cột A này thôi. Thì để đảm bảo trong trường hợp này thì mình sẽ dùng một cái hàm import range của cái trang tính này nhé. Mình copy cái link này. Mình sẽ bằng ở đây này. Import range link bán hàng như sau ở thư. Nhưng mình chỉ lấy cái thông tin của cái sheet check trùng thôi. Mình sẽ copy thông tin của sheet check trùng này vào đây. Mình chấm than này. Và mình sẽ gọi ra cái sheet từ A1 cho đến D1000 đi chẳng hạn. Mình làm cái việc đấy. A1 2.D1000. Ok, dữ liệu mình loading về. Trong trường hợp này nó cũng sẽ hỏi mình cần quyền truy cập. Đúng rồi, mình cho phép truy cập không. Vậy thì các bạn thấy chưa, cái trang trung gian này của mình chỉ có dữ liệu check trung gian mà thôi. Đây là cái dữ liệu mà bản chất là mình đang kiểm tra từ cái dữ liệu, từ cái file Yến Xào Hảo Thư kia. Và trong trường hợp này mình sẽ làm một cái thao tác nữa, đó là mình sẽ bê toàn bộ cái cột này này về một cái trang bên cạnh, trang bên cạnh của mình nhé. Mình sẽ có một cái trang gọi là check trung gian. Check trung gian đây. Cũng ở bên này có check trung gian. Mình đưa toàn bộ cái dữ liệu ở đây này về bên kia. Dữ liệu ở đây về dữ liệu bên này. Mình sẽ dùng tiếp một cái hàm import range. Từ cái sheet này sẽ bằng nhập dữ liệu từ kia. Import range bằng ngoặc đơn này, mở ngoặc kép này. Cái sheet trung gian này mình sẽ đưa về đây. Và mình sẽ gọi một cái thông tin, đó chính là cái sheet, là cái sheet check trung gian này ha các bạn. Đây, check trung gian. Mình đưa về đây. Mở kép này, check trung gian, chấm than này. Ở đây mình sẽ lấy dữ liệu từ cột A1 cho đến D1000. A1 cho đến D1000. Rồi, mình đang loading về. Ở đây nó cũng sẽ yêu cầu mình cái quyền truy cập, cho phép truy cập. Vậy vậy thì cái dữ liệu toàn bộ khi mà mình có được cái thông tin ở cái bên này đưa vào, thì lập tức là cái trình tự của nó thao tác như sau. Khi mà bạn có một cái số điện thoại ở đây, thì lập tức là toàn bộ cái bảng này của bạn sẽ được bưng về ở trong cái phần check trùng này, bưng về đây. Và bưng cái cột B này về rồi ấy, thì nó sẽ kiểm tra đây là khách hàng mới, khách hàng cũ, và nó sẽ trả về cái địa chỉ cho bạn. Thì khi bạn có được cái thông tin này thì lập tức là nó sẽ được bê toàn bộ về cái trang trung gian này. Bởi vì cái trang trung gian này ấy, là cái trang gọi là thể hiện cái sự bảo mật của nó. Cùng lắm nếu người ta mà phát hiện ra được cái link của check trung gian này thì bạn, người ta cũng chỉ có thể can thiệp được toàn bộ về dữ liệu này thôi, chứ không bao giờ có thể vào được tận cái dữ liệu gốc này, dữ liệu gốc ở đây của bạn. Khi mà về cái dữ liệu trung gian rồi thì bạn lập tức có thể bưng toàn bộ cái cột từ A1 cho đến D1000 về cái check trung gian ở đây. Bởi vì khi mà đưa về đây rồi thì bắt đầu bạn mới kiểm tra bên cạnh này được. Đấy. Thì ở đây mình sẽ làm một cái thao tác nữa đơn giản thôi các bạn. Mình riêng cái folder này ấy, riêng cái sheet này ấy, bạn hoàn toàn có thể ẩn đi hoặc khóa đi. Nó không quan trọng cả, bởi vì nó chỉ là cái việc mà dữ liệu nó bưng về khi nó kiểm tra. Trong việc này bạn chỉ cần một cái thao tác nữa là gì? Check data. Đó sẽ là bằng filter. Tại đây filter, bạn dùng filter nhé. Giải ô của bạn ấy, đó là cái giải ô bên check trung gian này. Bạn muốn trả về kết quả là khách hàng cũ hay khách mới này, với cái điều kiện là cái số điện thoại ấy, nó bằng với cái số điện thoại ở đây. Đấy. Còn trong trường hợp mà cái địa chỉ này của bạn ấy, bạn có thể là có một cái phương án là bạn điền địa chỉ ở đây thì nó cũng sẽ bằng cái việc là filter. Filter. Bạn sẽ kiểm tra là check trung gian trả về cái kết quả là địa chỉ này với cái điều kiện là cái số điện thoại này nó bằng cái số điện thoại này của bạn. Đấy. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành lại một lần nữa đối với cả cái trang tính này các bạn nhé. Bây giờ giả sử như là cái bạn nhân viên kinh doanh Excel này đi, bạn ấy có thêm một cái số điện thoại mới. Mình cứ nhặt trong trường hợp mà nếu mà số điện thoại mới là một cái số cũ đi chẳng hạn, mình sẽ lấy tạm cái số này nhé. Mình copy tới đây. Bạn ấy có một khách hàng liên hệ với bạn ấy, và bạn ấy nhập vào đây. Bạn ấy kiểm tra xem là cái số điện thoại này đã có hay chưa. Thì trong trường hợp này, vì cái này nó chưa tính
hàm, nên mình sẽ kéo xuống. À, đây là khách hàng cũ các bạn ạ. Đây khách hàng cũ. Bởi vì sao khách hàng cũ? Bởi vì là cái dữ liệu này là cái cột C này này, cái dữ liệu 8888 này nó được chuyển về cái trang check trùng ở đây 8888, và nó đã kiểm tra luôn đây là khách hàng cũ có trong hệ thống và đây là địa chỉ của khách hàng đấy. Lập tức cái dữ liệu này đã được chuyển sang cái phần check trung gian, nó được chuyển sang đây rồi, và cũng với cái thông tin check data này và với địa chỉ này. Và khi cái dữ liệu này nó được chuyển bảo mật một lớp nữa về cái check trung gian ở đây, nó chuyển sang đây, và trong trường hợp này thì dữ liệu đã được đưa về đây. Ở đây khi mà khách hàng cũ thì mình có thể kéo công thức xuống để mình sẽ lấy được cái địa chỉ này. Vậy thì hoàn toàn mình biết được rằng là một số điện thoại nhập vào ấy, nó là khách hàng mới, khách hàng cũ. Mình làm một thao tác ở đây nha các bạn. Nếu trong trường hợp là khách hàng cũ thì mình sẽ lấy ra tên của họ. Mình sẽ làm cái hàm là if C3 mà bằng khách hàng cũ, thì mình sẽ gọi tên của họ ra. Gọi tên thì bằng cách mình sẽ dùng cái hàm filter. Mình sẽ kiểm tra cái giải ô của mình. Đó là cái giải ô của họ tên là khách hàng này, với cái điều kiện là số điện thoại bằng cái số điện thoại bên này. Đó. Còn nếu mà trong trường hợp mà khách hàng mới ấy, không phải khách hàng cũ mà là khách hàng mới, thì mình sẽ để trống. Thực ra là trong trường hợp mà kể cả bảng nó trống thì mình cũng sẽ để trống mà thôi. Thì ở đây bạn ấy thấy rằng là cái dữ liệu của mình ấy, mình sẽ sao chép cái công thức này cho toàn bộ cái trang tính của mình. Thì lập tức mình sẽ có được cái kết quả là những cái người mà khách hàng cũ thì đều có họ tên ở đây. Trong trường hợp mà họ có họ tên như này rồi thì mình sẽ lấy cái dữ liệu họ tên này về đây. Dữ liệu họ tên của họ mình sẽ đưa về cái trang dữ liệu họ tên của những khách hàng cũ này, thì mình sẽ đưa về cái trang check trung gian này. Mình sẽ bổ sung thêm một cái cột họ tên nữa. Với cột họ tên này thì mình sẽ làm thêm một cái thao tác nữa là ở đây đang lấy là import range. Import range ở đây thì mình sẽ bổ sung thêm là không chỉ từ A1 cho đến D1000 đâu, mà mình sẽ lấy thêm cột E đi, 1000. Thì lập tức là mình đã có thêm được cái dữ liệu này rồi, họ tên sẵn ở đây rồi. Vừa rồi các bạn thấy vì sao nó bị lỗi không? Bởi vì mình đã có ký tự khi mà mình dùng hàm import range. Vì vậy mình đã phải xóa đi cái chữ họ tên để mà dữ liệu trở về. Thì khi đó mình sẽ có từ cột A cho đến cột E này với dữ liệu đầy đủ rồi. Trong trường hợp này, cái dữ liệu của mình ấy, nó có thêm ở đây là cái phần check trung gian. Nó cũng được lấy dữ liệu từ A cho đến E. Mình cũng tương tự như vậy. Và mình phải xóa đi cái chữ họ tên này để dữ liệu nó trả về. Với cái dữ liệu trả về như này rồi ấy, thì mình sẽ có ngay được thông tin ở bên cái nhật ký này. Mình sẽ dùng để kiểm tra xem là cái filter này của mình ấy, nó có được trong trường hợp là bằng này. Mình sẽ dùng hàm filter đây. Filter này, mình sẽ kiểm tra giải ô của mình. Nó chính là lấy cái cột họ tên với cái điều kiện là cái cột số điện thoại của mình. Nó chính là bằng cái số điện thoại bên cạnh. Mình đang ở cái ô V4 thì mình sẽ lấy kết quả là C4, đúng không? Nhưng với cái điều kiện là cái khách hàng của mình là khách hàng cũ cơ, D4 của mình, nên mình sẽ bổ sung thêm một điều kiện là if D4 mà bằng khách hàng cũ, thì mình sẽ lấy về kết quả tên này. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó không phải là khách hàng cũ thì mình sẽ để trống. Đó. Trong trường hợp khách hàng mới này tốt nhất là mình điền. Còn trường hợp khách hàng cũ thì mình sẽ chỉ việc là lấy dữ liệu. Mình cút lại một lần nữa nhé, để cho các bạn có thể hình dung được cái video này, toàn bộ cái quy trình bảo mật hai lớp. Đầu tiên là bạn có một cái số điện thoại của khách hàng. Chẳng hạn như trong trường hợp này mình lấy số điện thoại khách hàng cũ đi, là một cái khách hàng này chẳng hạn, Hoàng Trọng Nghĩa đây. Dữ liệu phết đây các bạn. Bạn này toàn lấy về cơ sở dữ liệu khách hàng cũ. Khi ngay lập tức mình muốn kiểm tra xem khách hàng này có phải là khách hàng mới hay không, thì mình chỉ cần quét hàm từ trên xuống dưới. À, hóa ra đây là khách hàng cũ, họ có cái địa chỉ này. Nếu khách hàng cũ thì mình sẽ quét luôn một cái hàm ở trên để mình lấy luôn cái tên của khách hàng cũ.
Còn nếu trong trường hợp là một khách hàng mới hoàn toàn, chẳng hạn như mình lấy một số điện thoại là 0989111222, trong trường hợp này mình kiểm tra xem đây là khách hàng mới hay cũ. Mình phải đúng quy cách theo số điện thoại thì nó mới kiểm tra được. Nếu ví dụ số điện thoại của mình mà thiếu số 0 ban đầu ấy, thì nó sẽ hoàn toàn là một dữ liệu mới. Mình kéo xuống, à đây là khách hàng mới. Nếu khách hàng mới này thì có nghĩa là mình phải tự gõ địa chỉ thôi. Ví dụ như là ở chỗ C14 Bắc Hà chẳng hạn, mình phải gõ địa chỉ. Và nếu khách hàng mới thì mình phải điền tên mới vào. Điền tên mới là ví dụ như là Nguyễn Quang Nam chẳng hạn. Ví dụ thế. Đấy. Ok. Vậy là dữ liệu của bạn là dữ liệu khá là rõ ràng, phân tách được cái dữ liệu này theo cũ hay mới. Vậy thì tính bảo mật của trang tính này nằm ở đâu? Đầu tiên thì với một cái nhân viên kinh doanh thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là dữ liệu của bạn này có xuất phát từ cái việc là bạn ấy có một cái link này. Đây là cái link mà ở phần trung gian mình có thôi, check trung gian, phần trung gian mình có. Tức là cùng lắm là bạn sẽ copy được cái link này ra ngoài. Cái link này là link bạn ấy được quyền chia sẻ để mà lấy được cái dữ liệu. Thì cái check trung gian này ấy, nó mới chỉ là cái dữ liệu này. Bạn có cái link này nhưng mà thực sự là bạn cũng không có cái quyền truy cập vào cái trang tính này. Bạn ấy không có quyền truy cập vào cái thông tin này. Bạn ấy, à, cùng lắm thì bạn mới chỉ có được cái link này thôi. Còn cái việc mà làm sao để có được cái link này cũng như là cái dữ liệu gốc của cái trang bán hàng Yến Xào Hảo Thơ này thì bạn ấy không có. Vậy thì đó lý do vì sao mà mình muốn nói rằng là nếu mà trong trường hợp cái tính bảo mật của nó sẽ cao hơn so với cái việc là bạn chỉ đơn giản là một lớp, tức là bạn import dữ liệu từ cái dữ liệu gốc, và như vậy nó có rất nhiều những cái rủi ro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình đến đây, và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.